con gái Mai Phương đã được Phùng Ngọc Huy đón sang Mỹ. Mới đây trên trang cá nhân, cựu quản lý của cố diễn viên Mai Phương đã đăng tải dòng trạng thái gây chú ý: "Bình an nhé con gái." Ngay lập tức bài đăng của người này thu hút rất nhiều bình luận từ người hâm mộ. Nhiều người bày tỏ sự vui mừng khi đoán rằng Phùng Ngọc Huy đã đón con gái của Mai Phương sang đoàn tụ bên Mỹ. Sau khi Mai Phương qua đời, việc nhận nuôi bé LaVey nhận được nhiều sự quan tâm. Nhiều người trong ngành giải trí lên tiếng muốn giúp đỡ. Phùng Ngọc Huy khẳng định sẽ đón con sang Mỹ đoàn tụ trong thời gian sớm nhất. Trước đó đã có một nguồn tin thân cận cho hay vào cuối tháng này bố mẹ Phùng Ngọc Huy sẽ từ Mỹ trở về để đón cháu chăm sóc. Trong thời gian đó, Phùng Ngọc Huy sẽ gấp rút hoàn thành các thủ tục để về Việt Nam đón con. Mới đây, Ốc Thanh Vân, Trương Bảo Như và quản lý của cố diễn viên Mai Phương đã đến ngân hàng để lấy sổ tiết kiệm cho bé LaVey. Số tiền này được MC Trấn Thành kêu gọi các anh chị em nghệ sĩ ủng hộ để cô bé có thể trang trải cho cuộc sống trong tương lai sắp tới. Được biết, sau khi mẹ mất, bé LaVey vẫn sống cùng hai người vú nuôi thân thiết. Thi thoảng cô bé được những người bạn thân của mẹ như Ốc Thanh Vân, Ái Châu, chú quản lý đưa đi chơi khuây khỏa. Mỗi ngày cô bé vẫn gọi điện FaceTime đều đặn với bố. Trước đó, nữ ca sĩ Đan Kim, bạn gái tin đồn của Phùng Ngọc Huy chia sẻ, vì giấy tờ của Phùng Ngọc Huy đang gặp trục trặc như cô đã nói trước đó, nên có thể anh sẽ về Việt Nam muộn, nhưng chắc chắn là sẽ về để đón con đoàn tụ với bố. Đan Kim cho biết mình không muốn can thiệp vào chuyện riêng của gia đình anh, song vẫn sẽ nhiệt tình giúp đỡ nếu có khó khăn. Cô cho hay nếu có thể sẽ về Việt Nam trước Phùng Ngọc Huy và sẽ thay anh thăm LaVey.